Hương Giang thiệt hại ra sao khi công khai đối đầu với anti-fan? Những ngày gần đây thì việc Hương Giang có động thái gay gắt đáp trả anti-fan đã gây được chú ý lớn từ dư luận. Tuy nhiên cũng chính điều này đã khiến cho làn sóng chỉ trích Hương Giang trở nên mạnh mẽ hơn. Và sau lần đối đầu ấy thì Hương Giang đã nhận về vô số thiệt hại nặng nề, cụ thể như Hương Giang bị nhãn hàng gỡ tên. Ngay khi scandal nổ ra thì các nhãn hàng chương trình mà có Hương Giang tham dự đều đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày 29 tháng 10 thì một nhãn hàng đã quyết định gỡ tên Hương Giang trong bài thông báo về buổi livestream, mặc dù trước đó cô có tên trên poster quảng bá. Động thái này được ngầm hiểu là do ảnh hưởng từ những lùm xùm gần đây của Hương Giang và anti-fan. Hương Giang bị gây sức ép yêu cầu rời khỏi vị trí khách mời trong chương trình thi Hoa hậu quốc tế. Trong chương trình thi Hoa hậu toàn quốc, các phần thi phụ của Hoa hậu Việt Nam năm 2020 chuẩn bị diễn ra ở Vũng Tàu, dự kiến tối ngày 10 tháng 11, phần thi Người đẹp thời trang sẽ diễn ra. Ngoài top 35 thì ban tổ chức vừa công bố những gương mặt tham gia trình diễn gồm của Hương Giang, Như Vân, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thúy Linh, Thúy An, Kỳ Duyên. Tuy nhiên, fanpage Hoa hậu Việt Nam bất ngờ bị cộng đồng mạng tấn công ngay sau khi công bố thông tin này. Nhiều khán giả bày tỏ sự phản đối kèm với hashtag kêu gọi tẩy chay Hương Giang, đề nghị ban tổ chức loại Hương Giang khỏi danh sách khách mời, không xem chương trình nếu có Hương Giang, là những bình luận của khán giả. Ngay cả những bài đăng không liên quan đến Hương Giang ở trên fanpage của Hoa hậu Việt Nam cũng bị tấn công. Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận lớn khán giả còn tạo nên sức ép cho chương trình Hoa hậu Việt Nam năm 2020 yêu cầu cô phải rời khỏi vị trí khách mời ở vòng chung kết toàn quốc. Trước làn sóng phản đối dữ dội này, thì tổng đạo diễn của chương trình Hoàng Nhật Nam đã lên tiếng khẳng định chỉ quan tâm tới năng lực của khách mời chứ không quan tâm tới những lùm xùm bên ngoài. Mặc dù vậy, những bình luận chỉ trích Hương Giang vẫn xuất hiện không ngừng ở trên fanpage của Hoa hậu Việt Nam. Các show truyền hình mà Hương Giang tham gia đều bị tấn công. Trước phản ứng ngày càng dữ dội của khán giả, chương trình Chị em chúng mình mà Hương Giang đang tham gia với vai trò là host cố định cũng vấp phải làn sóng tẩy chay. Trong bài viết mới nhất của chương trình thì nhiều khán giả đã không ngại bày tỏ sẽ không xem Chị em chúng mình vì Hương Giang giao giảng đạo lý, dạy đời người khác quá nhiều. Và có nhiều phát ngôn bất nhất về những gì mà cô từng nói trước đây khi khán giả cho rằng nàng hậu quá lươn lẹo. Chưa dừng lại ở đó, bên dưới bài đăng kèm hashtag tẩy chay Hương Giang cũng xuất hiện đầy rẫy. Thậm chí, có nhiều người còn đòi đổi Hương Giang bằng một nghệ sĩ nữ khác, nếu không sẽ cạch mặt chương trình chỉ vì sự xuất hiện của nàng hậu. Sau khi tấn công các chương trình mà nàng hậu đang tham gia như là Chị em chúng mình, Hoa hậu Việt Nam, tối ngày 1 tháng 11, lực lượng anti-fan tiếp tục làm loạn trong một chương trình do Hương Giang đảm nhận vai trò MC bên cạnh hai nghệ sĩ tham gia là Rách và Thúy Ngân. Theo dõi chương trình thì khán giả chỉ thấy vài lần Hương Giang được quay cận mặt mặc dù đứng cạnh Thúy Ngân và Rách. Thậm chí khi nàng hậu nói camera cũng chỉ zoom mặt của Rách và Thúy Ngân. Trong suốt hơn 30 phút phát sóng thì lực lượng anti-fan đã ùa vào thể hiện thái độ phẫn nộ khi chương trình quyết để Hương Giang xuất hiện dù trước đó đã bày tỏ sự phản đối. Mặc dù chương trình có sự xuất hiện của Rách với lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, tuy nhiên lực lượng anti-fan của Hương Giang vẫn lấn át số lượng, bình luận khi ra sức kêu gọi tẩy chay, nàng hậu lẫn là chương trình. Chưa kể, nhiều netizen còn lên tiếng, người quản lý fanpage không tôn trọng khách hàng và khán giả khi thẳng tay xóa hết những bình luận liên quan tới Hương Giang trên sóng livestream. Không chỉ các show truyền hình dành cho khán giả bị anti-fan tấn công, mà ngay cả chương trình Nhà thiết kế tương lai nhí dành cho các bé thiếu nhi cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự xuất hiện của Hương Giang. Trên fanpage của chương trình thì rất đông khán giả liên tục để lại bình luận yêu cầu chương trình phải cắt sóng Hương Giang và dọa sẽ tẩy chay nếu như còn để cô nàng xuất hiện. Bị nhân hàng hủy hợp tác, khán giả phản đối, Hương Giang đang chịu tổn thất vô cùng lớn về mặt công việc và tinh thần. Từng tuyên bố rằng các nghệ sĩ khác im lặng được, nhưng Hương Giang thì không. Để đối đầu với anti-fan, thế nhưng nhìn vào thực tế hiện nay thì có vẻ Hương Giang đã mất nhiều hơn được. Có thể thấy Hương Giang đang bắt đầu thấm dần làn sóng tẩy chay vì trực tiếp đối đầu với lượng anti-fan quá hùng hậu. Nhiều người cho rằng, dáng như ban đầu Hương Giang giữ không bình tĩnh. Nhiều người cho rằng, dáng như ban đầu Hương Giang giữ bình tĩnh, không đôi co với anti-fan thì sự việc sẽ không bị đẩy đi quá xa. Không ít ý kiến còn cho rằng Hương Giang đang mất nhiều hơn được. Nhiều người dự đoán các nguồn thu của cô sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là nguồn thu quảng cáo. Trước khi vướng ồn ào,
thì Hương Giang vốn đắt sâu quảng cáo. Khán giả hiện tại chờ đợi động thái tiếp theo của nữ ca sĩ. Liệu Hương Giang sẽ chọn cách giữ im lặng, chờ sự việc lắng xuống hay là tiếp tục cuộc chiến để bảo vệ hình ảnh? Đây cũng là bài học cho các sao Việt khi chọn cách ứng xử với fan cũng như trên truyền thông, mạng xã hội. Và theo bạn thì Hương Giang có nên đối đầu với anti-fan hay không? Và có đáng phải chịu là sóng tẩy chay này hay không? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận ở dưới video này nha! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều tin tức mới khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.